Chào quý vị, các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 2020. Nốt hôm nay là chuyển sang tháng 9, và các bạn có thể thấy hôm nay chúng tôi về một lô máy bơm nước hàng Nhật bãi đã qua sử dụng. Các bạn có thể thấy được tình trạng của lô này khá là đẹp, rất là đều. Hiện tại thì các bạn có thể thấy được dịch Covid diễn ra ở khắp mọi nơi nên là cái lượng hàng bãi năm nay về rất là hạn chế so với mọi năm. Các bạn có thể để ý như Điện Máy Bình Sơn thì với mọi năm tần suất về hàng liên tục rất nhiều, nhưng mà năm nay thật sự rất khó khăn để về được hàng, bởi vì bên Nhật bị Covid nó cũng không đóng hàng về, bên này cũng rất là khó khăn để về hàng. Và các bạn có thể thấy được lô máy của chúng tôi bao gồm rất là nhiều, khoảng tầm mấy chục con Robin AI 08, AI 15, Subaru Honda và GM 82. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết để các bạn có thể thấy rõ hơn. Trước mắt các bạn đây, chúng tôi đã để riêng ra, ví dụ như đây là một chiếc Robin A08 thì các bạn có thể thấy cấu trúc máy của nó sẽ khác, và một chiếc máy GM82 cấu trúc của máy nó sẽ khác. Đây các bạn có thể thấy được Mitsu GM82 và Robin A08 nhé. Đây các bạn có thể thấy được, đây là Robin A08 này. Đấy, thiết kế của nó là máy nằm ốp giật có con trợ lực của con không, nhưng chiếc này là sen bơm của Cosin luôn. Họng của nó thì là 25 các bạn này. Đấy, sen bơm Cosin nhá, Made in Japan luôn. Tất nhiên rồi, những dòng máy này đều Made in Japan hết. Máy khá là ổn, ok. Những con này thì nó thiết kế để theo cái ưu điểm của nó là nhẹ, nhỏ, gọn, tiện dụng ấy. Nên các bạn có thể thấy được cái trọng lượng của nó khá là nhẹ, và nó thiết kế tất cả những cái phần bình xăng hoặc là những cái gì đơn giản được, bô e, các thứ lọc gió, những cái gì đơn giản được nhất thì họ đều sản xuất, họ đều thiết kế bằng chất liệu nhựa để giảm tối đa cái trọng lượng của máy. Còn bên này là Mitsu GM82. Bên này là Robin A08. Nhiều bác thắc mắc là vì sao ở đây bị gọi là Mitsu G222P và mà chúng tôi lại nói là Robin A08. Bởi vì cái dáng máy như thế này gọi chung tất là Robin A08 luôn. Cứ dáng máy như này, bình xăng trên, rồi là dáng máy nhỏ như này 2.2 đến 2.5HP đều gọi là Robin A08 hết các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy được chiếc máy này thì nó thiết kế máy đứng, thì các bạn sẽ thấy là nó nhỏ hơn, nhẹ hơn so với con GM82. Chiếc này thì cũng như vậy thôi, sen bơm nó ống họng bơm khoảng tầm 25 thôi. Đấy, chúng tôi có rất nhiều nhá. Đây Robin A08 này, đây tem nguyên bản nó luôn nhá các bạn nhé. Robin A08. Đấy, GM82 này. Màu đỏ màu đen này. GM82 hết, đây cũng GM82 này. Nhưng mà chiếc GM82 này là ốp giật thường nhá, ốp giật không có trợ lực. Đây ốp giật trợ lực thì các bạn có thể thấy được cái phần chiều rộng của cái ốp giật nó rất là cao. Còn ốp giật thường thì các bạn có thể thấy được cái dáng của trợ lực, dáng của cái ốp giật nó sẽ thuôn thuôn dưới này. Đấy. Một số cái ưu điểm, một số cái nhận diện để các bạn có thể phân biệt được thế nào là trợ lực và không trợ lực GM82 và Robin A08 như thế nào. A08 này trọng lượng của nó khá là nhẹ nhá. Các bạn mua thì trọng lượng con này hình như đâu đó rơi tầm 10 cân thôi, 8 đến 10 cân thôi, rất là nhẹ. Nó còn phụ thuộc vào cái bộ sen bơm khi các bạn sử dụng nữa cơ. Đấy. Con này Robin, con này Mitsu GM82 này. Đây, con này tình trạng chưa vệ sinh còn rất là đẹp nha các bạn, đấy màu sơn đỏ óng luôn. Mới tinh luôn. Xách tay này. Đấy, họng chủ yếu đều là họng 25 đến họng 34 thôi. Vì là những cái con này đều là bơm tưới, tưới tiêu trong cái trang trại của quý vị và các bạn này. Chúng tôi về được một con Robin Honda 4.0 này. Rất ổn luôn. Nắp xăng inox mới quắng luôn. Con này cực đẹp luôn nhá. Con này họng 50 các bạn nhá. Bơm Cosin này. À con này họng 40 thôi. Rồi A15. A15 Subaru EX13 nhá, 4.5 premium này. Con này thì xích cam. Con Honda thì là cam đũa, con này xích cam. Con này sen Tsurumi này, con này sen rất trâu, sâu hơn nhỉ. Sen Cosin luôn. Máy Subaru EX thì thường máy rất là đẹp. Tình trạng nó còn cực đẹp luôn. Máy rất mới. Đây một lô hàng chúng tôi mới về nhá, quay nhanh để cho quý vị các bạn biết thôi. Còn nếu mà chiều nay rảnh tôi sẽ lên được chiếc máy nào, quay dọn xong được chiếc máy nào tôi sẽ quay chi tiết và kỹ cho bạn để các bạn dễ lựa chọn hơn. Nói chung là xem video này để các bạn biết tình trạng hàng về, để khi có nhu cầu các bạn sẽ đặt thôi. Tôi một lần nữa thì cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi, vui lòng like, subscribe kênh, đăng ký và chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau.